xong rồi xong hết xong rồi chị. Hai cái người mới đúng không anh? Cái người mà hôm nay bảo ở chùa sau này đi thì không biết đi vào viện đấy. Nhưng mà chắc là người đang vẫn chưa khỏe hẳn đây. Chị cần mang giấy tờ xuống chạy cô ở chữa đây à? Ở đây quá. Nhưng mà chị này đâu có phải là vợ của anh. Không, chị là chị gái. Chị gái thì phải là một cái khác, tờ khác. Chị không làm chung một người. Không làm chung đâu, có nghĩa là gia đình anh là một tờ. Còn chị này là phải một tờ riêng. Vứt chị. Mày có một tờ anh qua nữa. Đây, bác đây. Đây là anh thấy này này, cô muốn hỏi đó là nhìn từ chỗ khác chứ. Không phải anh đâu. Cái này là không thể nào chung chơi một cái pháp như thế đâu, mà cái gì nào chung được.